Bài học đơn giản giúp cải thiện táo bón dành cho người bận rộn. Xin chào các bạn. Táo bón là một vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, đặc biệt là những người có cuộc sống bận rộn. Khi lịch trình hàng ngày quá kín, chúng ta thường quên đi những thói quen lành mạnh giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Việc phải ngồi lâu trong văn phòng cùng với chế độ ăn uống thiếu chất xơ, không uống đủ nước và ít vận động là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng táo bón. Nếu bạn là người bận rộn, việc tìm kiếm thời gian để thay đổi thói quen sống có thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng mừng là có những bài học đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay để cải thiện tình trạng táo bón mà không cần tốn quá nhiều thời gian hay công sức. Hãy cùng tôi khám phá các thói quen dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện táo bón, giúp bạn duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh ngay cả khi cuộc sống bận rộn. Táo bón ở người bận rộn, vấn đề và thách thức. Trước khi chúng ta đi sâu vào những bài học đơn giản giúp cải thiện táo bón, hãy cùng tìm hiểu tại sao người bận rộn lại dễ gặp phải tình trạng này. Táo bón được định nghĩa là tình trạng khó đi tiêu, phân khô cứng và tần suất đi tiêu ít hơn 3 lần mỗi tuần. Những người mắc phải táo bón thường cảm thấy đau rát, khó chịu khi đi tiêu và có cảm giác không thể đi hết phân ra ngoài. Ở những người có lối sống bận rộn, táo bón dễ xảy ra do các yếu tố sau. Thứ nhất là thiếu chất xơ trong khẩu phần ăn. Thói quen ăn uống không lành mạnh như tiêu thụ thức ăn nhanh, đồ chiên rán, thiếu rau xanh hay là trái cây là những nguyên nhân chính gây ra táo bón. Khi mà không có đủ chất xơ, hệ tiêu hóa sẽ gặp khó khăn trong việc làm mềm phân và di chuyển phân qua ruột. Thứ hai là thiếu nước. Khi bạn bận rộn, bạn thường quên uống đủ nước. Việc uống không đủ nước làm cho phân khô và khó di chuyển gây ra táo bón. Thứ ba là ít vận động. Những người bận rộn thường ngồi nhiều, ít vận động thể chất. Khi bạn ngồi lâu và không vận động, nhu động ruột sẽ trở nên chậm hơn, khiến phân di chuyển chậm và dễ bị táo bón. Thứ tư là căng thẳng và stress. Cuộc sống bận rộn thường đi kèm với căng thẳng và stress. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa. Stress có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây rối loạn nhu động ruột và dẫn đến táo bón. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng táo bón, đừng lo lắng. Sau đây là bài học đơn giản giúp bạn khắc phục tình trạng táo bón ngay cả khi không có nhiều thời gian để thay đổi toàn bộ lối sống của mình. Thứ nhất là bổ sung chất xơ từ thực phẩm đơn giản. Một trong những nguyên nhân chính gây táo bón là thiếu chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa bằng cách làm mềm phân và tăng khối lượng phân. Từ đó sẽ giúp phân dễ dàng di chuyển qua ruột. Đối với những người có cuộc sống bận rộn, việc bổ sung chất xơ vào chế độ ăn có thể gặp khó khăn do thói quen ăn uống không lành mạnh, nhưng có những cách đơn giản để thay đổi điều này. Bạn có thể bổ sung chất xơ bằng cách ăn các loại trái cây và rau củ dễ tìm và tiện lợi như là chuối, táo, cà rốt và các loại rau cải xanh. Chúng không chỉ giàu chất xơ mà còn dễ chế biến và có thể mang theo bên mình. Thay vì ăn các món ăn nhanh hay là đồ ăn vặt không lành mạnh, hãy thay thế bằng các loại trái cây tươi hoặc các loại hạt như là hạnh nhân, hạt chia để bổ sung chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn sáng của mình. Các loại ngũ cốc như là yến mạch hay là gạo lứt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp bạn khởi đầu ngày mới với hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Giải pháp thứ hai là uống nước đều đặn và đúng cách. Nước là yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Khi bạn uống đủ nước, phân sẽ giữ được độ ẩm cần thiết, giúp phân mềm hơn và dễ dàng di chuyển qua ruột. Ngược lại thì khi thiếu nước, phân sẽ trở nên khô và cứng, gây khó khăn khi đi tiêu. Một mẹo đơn giản để duy trì thói quen uống nước là mang theo một chai nước bên mình mọi lúc mọi nơi. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng uống nước hơn mà còn nhắc nhở bạn phải uống nước đều đặn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng trên điện thoại để nhắc nhở mình uống nước mỗi giờ. Chúng ta nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, nhưng hãy nhớ điều chỉnh lượng nước uống sao cho phù hợp với cơ thể và mức độ hoạt động của mình. Đặc biệt, bạn có thể bắt đầu mỗi buổi sáng với một ly nước ấm để giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động ngay từ đầu ngày. Thứ ba là tập thể dục nhẹ nhàng dù bận rộn. Vận động là yếu tố quan trọng giúp cho nhu động ruột hoạt động đều đặn. Ngay cả khi bạn bận rộn, việc duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày có thể giúp làm giảm táo bón hiệu quả. Các bài tập đơn giản có thể kể đến như đi bộ, leo cầu thang hoặc là tập giãn cơ có thể giúp kích thích nhu động ruột và cải thiện quá trình tiêu hóa. Chúng ta có thể thực hiện những bài tập ngắn từ 5 đến 10 phút ngay tại văn phòng hoặc là trong nhà. Nếu bạn không có thời gian để đến phòng tập, hãy tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày để vận động. Ví dụ như chúng ta có thể đi bộ trong giờ nghỉ trưa hoặc là tập vài động tác giãn cơ khi làm việc. Thứ tư là tạo thói quen đi vệ sinh đều đặn. Với những người bận rộn, việc nhịn đi vệ sinh vì lịch trình công việc dày đặc là điều thường xảy ra.
Tuy nhiên thì nhịn đi vệ sinh là thói quen rất xấu và có thể khiến tình trạng táo bón trở nên nặng hơn. Khi bạn nhịn đi vệ sinh quá lâu, phân sẽ bị khô và cứng, dẫn đến khó khăn khi đi tiêu. Hãy cố gắng tạo thói quen đi vệ sinh vào một khung giờ cố định mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ăn sáng. Thói quen này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đi vệ sinh vào buổi sáng, hãy thử uống một ly nước ấm hoặc nước chanh sau khi thức dậy để kích thích nhu động ruột. Ngoài ra, đừng quên lắng nghe cơ thể mình. Khi bạn cảm thấy cần đi vệ sinh, hãy dành thời gian và không nên trì hoãn việc đi đại tiện. Thứ năm là quản lý stress và duy trì tinh thần thoải mái. Stress là một yếu tố thường bị bỏ qua khi nói về táo bón, nhưng thực tế thì stress có thể ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi mà chúng ta căng thẳng thì hệ tiêu hóa sẽ hoạt động chậm lại, khiến phân di chuyển khó khăn hơn qua ruột, dẫn đến tình trạng táo bón. Và để cải thiện tình trạng này, hãy thực hiện các biện pháp giúp giảm stress như là ngồi thiền, yoga hoặc thậm chí là nghe nhạc thư giãn. Những hoạt động này không chỉ giúp cho bạn giảm bớt căng thẳng mà còn cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Ngoài việc thay đổi thói quen sống, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp tự nhiên và hiệu quả để hỗ trợ điều trị táo bón, thì Insotagon chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đây là sản phẩm đặc biệt được phát triển nhằm hỗ trợ những người bị táo bón, đặc biệt là những người có lối sống bận rộn, không có nhiều thời gian để điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động. Insotagon là sự kết hợp giữa hai cơ chế nhuận tràng chính là nhuận tràng tạo khối và nhuận tràng thẩm thấu. Sự kết hợp này giúp tăng hiệu quả cải thiện táo bón một cách vượt trội. Về nhuận tràng tạo khối thì Insotagon chứa các thành phần giàu chất xơ hòa tan như là phos, fibrigum và mủ chôm, giúp làm mềm phân, tăng khối lượng phân, từ đó giúp phân di chuyển dễ dàng qua ruột. Về nhuận tràng thẩm thấu thì các thành phần như là sorbitol và galactofructose có trong Insotagon có khả năng kéo nước vào lòng ruột, làm mềm phân từ bên trong và giúp giảm thiểu tình trạng khô phân. Ngoài ra, Insotagon còn bổ sung các lợi khuẩn như Bacillus coagulans và Bacillus clausi. Chúng được bao bọc trong dạng bào tử nên có thể tồn tại được ở nhiệt độ tới 70 đến 80 độ C mà không bị tiêu diệt và không bị ảnh hưởng bởi axit dạ dày. Từ đó nó sẽ sống sót qua đường ruột để đi được tới ruột già phát huy tác dụng của mình. Các lợi khuẩn này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ giảm tình trạng táo bón. Insotagon là sản phẩm an toàn, không gây tác dụng phụ và phù hợp với người sử dụng lâu dài. Đặc biệt, sản phẩm đã được hàng triệu người tin dùng và được các chuyên gia khuyên dùng trong việc điều trị táo bón. Nếu bạn là người bận rộn thì Insotagon sẽ là giải pháp hiệu quả giúp bạn cải thiện tình trạng táo bón mà không cần thay đổi toàn bộ lối sống của mình. Hãy thử sử dụng Insotagon để cảm nhận sự thay đổi tích cực ngay hôm nay. Táo bón là một vấn đề phổ biến, nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này bằng cách thay đổi những thói quen sống đơn giản và dễ thực hiện. Bằng cách bổ sung chất xơ, uống đủ nước, vận động thường xuyên và quản lý stress, bạn có thể giảm thiểu táo bón ngay cả khi có cuộc sống bận rộn. Đồng thời, việc sử dụng sản phẩm Insotagon sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu trong việc hỗ trợ điều trị táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe và tiêu hóa. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề táo bón hay là muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Insotagon, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.